Đài Nam Production xin kính mời quý khán giả khắp nơi đến với chương trình live show cải lương đặc sắc Đêm Vũ Linh vào Chủ nhật 4 giờ chiều ngày 25 tháng 9 năm 2016 tại khán phòng của Đài Hy Viện Carpenter Performing Arts Center ở thành phố Long Beach, tiểu bang California, trong khuôn viên của trường Đại học California State Long Beach. Với sự góp mặt của các tài danh của nền âm nhạc cải lương Việt Nam, Vũ Linh, Thoại Mỹ, Ngọc Đáng, Thi Trang, Tiểu Linh và Kim Thoa.